Chào các bạn, hôm nay Dược Liệu Hải đang sẽ giới thiệu cho các bạn một cây thuốc lam có tác dụng rất tốt đối với cái bệnh xương khớp, đó là cây gối hạc. Thì cây gối hạc là một vị thuốc trong đông y có nhiều công dụng quý. Một trong những tác dụng quý nhất của cây gối hạc là chữa xưng tấy, phong thấp, xưng đầu gối và chữa đau bụng. Giới thiệu sơ qua về cây gối hạc. Cây gối hạc còn được dân gian gọi theo nhiều tên khác nhau như là kim lê, bí đại, gối hạc, đơn gối hạc. Tại nước ta thì thường thấy cây sinh trưởng ở những chỗ râm mát, trên các khe đồi hoặc gần suối trong rừng, chịu được ánh nắng, dễ trồng và trồng cũng được bằng cành. Cây gối hạc thì xuất hiện rộng khắp trong những cánh rừng từ Tây Bắc đến Tây Nguyên. Cây mọc dọc đường đi ở những khu vực như là núi đá Hòa Bình, Hà Tây, Ninh Bình, Lạng Sơn, Quảng Ninh, qua các tỉnh miền Trung đến tận Kiên Giang, Đảo Phú Quốc. Tiêu biểu nhất là vùng Thái Nguyên, Di Linh, Lâm Đồng. Gối hạc là một loại cây nhỏ mọc thành bụi dày, cao từ 1 đến 1,5 mét, thân có rãnh dọc và mọc phình lên ở những mẫu giống như gối của con chim hạc. Rễ của màu hồng, trắng và vàng, là kép lông chim phía trên hai lần, phiến lá chết có răng cưa thô to, dài từ 5 đến 11 cm, rộng 25 đến 60 mm. Gần như không có cuống, hoa nhỏ màu hồng, mọc thành cụm ở đầu cành, quả có đường kính từ 6 đến 7 mm. Hạt dài 4 đến 6 mm. Quả khi chín màu đen, mùa hoa quả vào tháng 5 đến tháng 10. Thì đông y cho rằng rễ gối hạc có vị đắng ngọt, tính mát, có tác dụng tiêu sưng thông huyết. Do có tác dụng này như là vị xích thược nên người ta gọi là lam xích thược. Cây gối hạc thường được sử dụng dùng chữa xưng tấy, đơn bắp chuối hay là phong thấp, xưng đầu gối và chữa đau bụng, rong kinh. Cây mọc hoang dại ở nhiều vùng đồi núi cho nên là người ta thường đào lấy rễ vào mùa hè thu, đào rễ về rửa sạch, thái mỏng, phơi hay là sấy khô. Thì cách sử dụng thì người ta thường dùng cách gối hạc để ngâm rượu. Thì chúng ta lấy 1 kg củ khô cây, ngâm với 3 đến 4 lít rượu. Ngâm 1 tháng là dùng được, ngày uống 2 đến 3 ly nhỏ trong mỗi bữa ăn. Thì cái rượu gối hạc này thường sử dụng cho những bệnh nhân bị đau nhức xương khớp và phong tê thấp. Thì trên đây thì cây vườn cây giống Hải Đăng vừa giới thiệu với các bạn về cái công dụng cũng như là cách sử dụng gối hạc để chữa bệnh. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn hãy điện thoại trực tiếp đến số điện thoại 0966 446329 thì chúng tôi sẽ giải đáp chi tiết cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.